Hello, chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Tiếp tục với video ngày hôm nay, mình sẽ phân tích cho anh em một cái điểm của cái phim có thể gắn với cái gì trong cái trong thời sự anh em nhé. Và trong cái sự phim ấy, thì chúng ta sẽ có là cái sáng còn của ông dụng nấu, ví dụ như là trong cái ví dụ ở đây thì mình sẽ lấy kết quả con số là ví dụ anh em có khi mà ông gặp phải những con số đấy khi mà em chơi ấy, thì thực tế mà nó là những điểm phiên đấy ấy. Thì luôn có dựa vào điểm phiên chính xác đấy để em thì tính thôi. Và điểm số của 13 này của đi xuống là 12 và đi lên đó chính là 14 ngon thì em sẽ dựa vào những con số này anh em nhìn đây là em sẽ hiểu việc là nó đang sẽ sống cũng làm nó từ đây thì chúng ta xuống là một sự người đấy, thì đây là một sóng cầu thì em sẽ dựa vào đây thì em sẽ lấy ví dụ đầu của quận tức là quận người ra cộng sự người và chúng ta sẽ có là 23 đúng không thì suy ra ở đâu và chúng ta sẽ bắt gặp tài như vậy thì 10 có thể là lên văn toàn 12 lên mạng này đấy. Thì đơn giản thôi và tiếp tục đó là đầu cầu với cộng 13 chúng ta sẽ có là 12 có là 25 suy ra ở đây thì sẽ có một bài tiếp luôn nha. Đấy, ví dụ tôi có thể là 12 tết này. Đấy, vì sao mình lại biết được đâu tài đồ chỉ nó chỉ cần là con số vào cái biểu cuối này tức là cái biểu lẻ này đó tức cái biểu lẻ này là cái biểu cuối đó em có thể dựa lại và em sẽ tính ra được là cái xu hướng của là các thập bất lịch như thế nào đúng không thì cái biểu ba này đó là lẻ thì bất bằng lịch tiềm năng là chặn thì chúng ta lẻ chúng ta bắt được tài tiếp nên lẻ cũng bắt được tài mà chặn thì chúng ta sẽ có xỉ và tiếp tục như là có 12 đây thì kết quả đầu này có để đi vào lên 12 đây đúng không 13 là sẽ để như thế này 12 sẽ có 12 chúng ta có 24 thì đây thì chúng ta sẽ có là con sự như thế này thì đấy lý tôi muốn là điểm cuối để chúng ta hãy so cái điểm cuối so với mình đầu bỏ qua đi là gì đấy nhá thì tối này gọi phát triển cho mình tiếp tục nó sẽ có 12 là chúng ta phải chứng chỉ 9 anh em nhé còn 2 là chỉ 9 này tổng cho 9 ở đây sẽ có là 51 rồi chúng ta ở đây sẽ có là điểm tài đây thì chúng ta sẽ có là lên này vừa 15 chẳng hạn đúng không có thì đây nó chạy cầu bộ 1 nghĩa là thế khi mà em tính toán ấy, thì nó theo xu hướng nào nó bóc tiếp bắt theo xu hướng đấy thế là đây là bốn biết bốn tay mình đã tìm ra được món sẽ chạy thoại anh em nhé và bây giờ tiếp tục mới tìm tay chạy nghịch cho anh em này đây là thuận này vậy thì ví dụ như là chúng ta có 13 cộng cho 10 ở bên này thì là chúng ta sẽ có là 23 đúng không vì nó vừa mình bắt vào tà với một không chạy thoại chạy nghịch phía đây chúng ta sẽ có này. Ờ, xỉu nhầm nha trụ 13 ở đây tiếp này cộng 12 ở đây 25 thì thông thường như đây nó chạy là tài đúng không nhưng mà đây thì chúng ta sẽ có chạy nghịch chính có là xỉ trước tiếp tục như là 12 ở bên này cộng 12 ở đây là có 24 thì anh em phải bắt nghịch của chúng là bên tài được đấy là nghịch còn nếu thoát không đâu và tí vào sau cái tay này nếu mình chia sẻ với anh em là cái nước nhìn nhận ra được có sao mà có theo xu hướng nào mà để nước được hoàn chỉnh mình chỉ cần như thế nào nên lên trong lớp một chúng ta có là bắt được gì này ok thì trong cái mua và xỉu này có hai hướng chạy thuận chạy nghịch tức là sao nó được chặn thì có thể được xỉu để người ta mua chạy thuận và chúng mình thì chặn tài mệnh sĩ thì đây tôi là cái bước thuận này tôi là cái bước một này và làm sao để nhận dạng được ra là hôm đấy nó chạy theo xu hướng nào đúng không thì rất đơn giản thôi anh em chỉ cần tính khoảng từ 2 đến 3 tay đầu thôi thì xem là xu hướng chạy thuận chạy nghịch đúng không chỉ cần là ba tay thì chỉ cần là hai tay theo xu hướng là
về nghịch à, rồi nó bắt theo nghịch từ tất cả phim còn lại. Còn nếu mà hay cái đầu và chạy cũng thuận thì cho nó bắt theo thuận còn lại, được chưa? Đấy, nhưng tại vì thế đấy là những các góc bước để anh em có thể làm tự tin đấy, để anh em có thể là tham khảo những cái bước đầu tính lại cái bước sau, để theo xu hướng đó anh em sẽ cá kiếm gọi là hút lớn ở những cái phiên sau cực kỳ là lớn luôn anh em nhé. Ok, thì trong tất cả những cái game hiện tại, nếu như mà anh em có thể tự tin áp dụng cái công thức người bà chơi vào gọi là mức vốn, gọi là anh em mong muốn ví dụ là mức vốn anh em 10M đúng không, thì anh em có thể lên gọi là 20M rất đơn giản, hay là 10M chúng ta sẽ lên là 40M rất là đơn giản đúng không. Nên là vì thế dù cầu có như thế nào trong nữa thì em chỉ cần là bắt đúng theo xu hướng của cầu hoặc thuận tức là nghịch là anh em sẽ có một cái kết quả cực kỳ đẹp. Còn nếu như mà anh em ví dụ bắt theo cái xu hướng ví dụ như là một tiếng và một trong cái phiên này có về thuận đúng không, thì bắt theo thuận của một phiên này bắt theo nghịch thì mình sẽ nghịch một 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 cái phiên để chơi luôn là được. Nhưng mà có tỷ lệ thuận nó chạy là sẽ nhiều hơn 70%, nó sẽ chạy thì thuận này. Đấy, còn 30% còn lại thì nó mới chạy đến nghịch thôi. Và vì thế em không cần lo lắng là nghịch sẽ nhiều hơn thuận nhé. Vì thế thì nó toàn bộ là chẵn là xỉu và lẻ là tài nó sẽ nhiều hơn. Và chả quan trọng chứ, em chỉ cần tính ba thay đầu thôi, bỏ thời gian ra trước khi muốn vào vốn thì biết được cái xu hướng của nó chạy là mình sẽ vào vốn thì nó chẳng mất gì đúng không. Nhưng mà vì thế em thì tham khảo công thức này để mang về cái số đã như mình mong muốn là được, nó có thể là một nhân với ít ngon và được hoặc là một nhân với gấp đôi là càng dễ rồi nha. Ok, thì video này kết thúc đây và chúc anh em lên mặt khi mà tham gia nó sẽ chỉ áp dụng công thức bọn mình chia sẻ ở đây và phiên giờ bọn em sẽ cực kỳ là hiệu quả nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi, chào và anh em nhé.